Vâng, và mưa lớn ở miền đông bắc Brazil đã khiến ít nhất là 56 người thiệt mạng và 56 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Ngoài những người đã thương vong, mất tích thì gần 4.000 người đã mất nhà cửa. Lượng mưa trong đêm thứ 6 và buổi sáng của ngày thứ 7 tuần trước đã bằng 70% tổng lượng mưa dự báo cho toàn bộ tháng 5 ở một số khu vực. Vụ thiên tai mới nhất này là hậu quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ở Brazil gần đây. Chủ yếu là các hiện tượng cực đoan này gây ra mưa lớn, lở đất, lũ lụt, cuốn đi sinh mạng của hàng trăm người và nhà cửa. Riêng trong tháng 2 thì hơn 230 người đã thiệt mạng ở một thành phố vì lũ lụt và lở đất. Hiện mưa lớn vẫn được dự báo sẽ tiếp tục. Do khí quyển nóng lên sẽ giữ nhiều nước hơn nên hiện tượng trái đất nóng lên đang làm tăng nguy cơ và cường độ của lũ lụt do mưa lớn trên toàn cầu.